Chào bạn, bạn đã bao giờ thuê nhà, ở trọ mà chủ nhà có một căn phòng nào đó bí mật hay chưa? Mình nhớ có lần mình đi thuê nhà, ngôi nhà 2 tầng và chủ nhà đã dặn lại mình là cháu không được vào phòng đang khóa trên tầng 2. Mình khá là tò mò không biết bên trong nó có cái gì. Nhưng vì nghe lời chủ nhà, mình không bao giờ mở căn phòng bí mật đó ra. Và tới bây giờ mình cũng không biết là trong căn phòng đó nó có bí mật gì. Và sau khi nghe vụ án này, mình cũng đã bị nổi gai ốc. Tuy nhiên trong câu chuyện hôm nay, người thuê nhà không giống như mình. Một cặp vợ chồng trẻ được bạn cho thuê lại một căn nhà giá rẻ để trống với điều kiện là không được mở cửa một căn phòng khóa kín. Với bản tính tò mò mà cặp vợ chồng đã mở căn phòng đó ra và bị sốc khi phát hiện sự thật kinh hoàng, một khối bê tông kỳ lạ trong một vụ án kinh hoàng. Và mãi sau này, cơ quan chức năng phát hiện trong khối bê tông đó là 5 thi thể người. Vụ án xảy ra vào đầu xuân 1997, Thôi Vĩnh cùng vợ mới cưới dọn tới căn nhà số 603 tại một khu dân cư ở quận Thiên Hà, thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông. Trước đó đang lo không có nhà tân hôn, Vĩnh bất ngờ được bạn thời tiểu học là Hà Đông Thăng cho ở miễn phí trong căn nhà để không. Tuy nhiên Thăng đưa ra yêu cầu kỳ lạ, anh chỉ được ở tại căn phòng phía đông. Tôi cất rất nhiều đồ quý giá tại căn phòng phía tây và khóa lại rồi. Vợ chồng anh tuyệt đối không được mở nó ra, nhìn một chút cũng không được. Vĩnh đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều. Lúc xem nhà, cặp đôi rất vui mừng khi thấy căn hộ như vừa được sửa sang lại, lợp sơn tường. Cửa ra vào và cửa sổ còn mới nhưng không có mùi, nền nhà mới lát gạch men. Trong 5 năm sinh sống, vợ chồng Vĩnh không mấy để ý tới căn phòng phía tây luôn khóa kín. Họ rất biết ơn sự hào phóng của Thăng và giữ lời hứa không mở cửa căn phòng đó. Tháng 8 năm 2002, người thân của Vĩnh đến Tế Nam ở nhờ một thời gian. Người này đề nghị mở cửa căn phòng bị khóa cho thông gió. Vốn cũng ôm lòng tò mò, lại thấy Thăng chưa từng đến thăm căn hộ lần nào suốt 5 năm qua. Vĩnh nghĩ lén mở ra xem một chút thì cũng không sao. Sau khi tìm thợ khóa tới mở cửa, anh ta bất ngờ thấy bên trong trống trơn, chỉ có một bệ xi măng xây sát cửa sổ. Bệ xi măng có hình dạng giống giường sưởi, thấp hơn bệ cửa sổ một chút, được bọc lại bằng vải nhung màu đỏ. Do đóng cửa lâu ngày nên trong phòng có mùi ẩm mốc, vợ Vĩnh phải quét dọn và mở cửa sổ cho thoáng. Căn phòng mở không lâu thì Thăng gọi điện đến đòi nhà với lý do anh ta lái xe trên đường nhìn thấy cửa sổ phòng phía tây được mở, tức là có người vào phòng. Vì thế yêu cầu họ dọn ra ngoài trong 2 ngày. Vợ chồng Vĩnh không hiểu vì sao bạn mình có vẻ tức giận như vậy khi mở cửa căn phòng đó. Tại sao anh ta lại có vẻ quan trọng đến như vậy, trong khi trong phòng thì không có gì ngoài tảng bê tông to lớn. Điều này khiến hai vợ chồng càng tò mò. Họ nghĩ liệu trong tấm bê tông đó chứa những cái gì. Có thể là rất nhiều vàng bạc châu báu, hoặc một thứ gì đó rất quý nên Thăng mới giữ như vậy. Sau khi đuổi hai vợ chồng đi, Thăng lập tức gọi một nhóm công nhân vào nhà đập vỡ bệ xi măng, lôi ra 5 bao tải từ bên dưới. Những bao tải bốc mùi hôi thối khiến các công nhân vội vàng bịt mũi. Thăng giải thích rằng đó là đồ cổ chôn lâu dưới đất nên có mùi, rồi thúc giục họ khiêng xuống lầu chuẩn bị chất lên xe. Thăng mang đồ đạc di chuyển đến một căn hộ khác có sân vườn khá yên tĩnh mà hắn thuê cùng trong thành phố Tây Nam nhưng ở khu vực khác. Không lâu sau, chủ nhà sống bên cạnh phát hiện có mùi lạ phát ra từ căn nhà cho thuê. Ông liên lạc với Thăng không được nên báo cảnh sát. Dưới nhà kho căn hộ, kiện đồ như bàn trà kia phát ra mùi rất khó chịu. Thực chất bên trong là 5 bộ hài cốt đã phân hủy. Sau khi nghe tin, vợ chồng Vĩnh sốc nặng vì nghĩ tới việc mình đã ở cùng nhà với 5 thi thể suốt 5 năm qua. Khám nghiệm pháp y cho biết nạn nhân đều tử vong vì chấn thương sọ não nghiêm trọng. Bác sĩ suy đoán có thể do án mạng xảy ra vào mùa đông, thi thể bị bịt kín bằng xi măng nên chậm phân hủy. Vợ chồng Vĩnh không ngửi thấy mùi lạ. Sau khi bệ xi măng bị đập vỡ, thi thể đột nhiên tiếp xúc với không khí làm tăng tốc độ phân hủy và bốc mùi. Cảnh sát phát hiện một số thẻ tên nhân viên bên cạnh thi thể. Theo manh mối, họ nhanh chóng xác định được danh tính 5 nạn nhân là Vương, Vu, Trương, Lý và Tang. Qua điều tra, cả 5 đang trong độ tuổi 27-28, lần lượt biến mất trong vòng 2 ngày vào năm 1996, cùng có liên quan tới một vụ án lừa đảo cổ phiếu ngân hàng. Vụ 5 người mất tích bí ẩn được cảnh sát điều tra từ 1996, nhưng bế tắc do không có manh mối. 6 năm sau, các thi thể mới được phát hiện, gây chấn động thành phố Tế Nam. Nghi phạm gây án là chủ nhân của căn hộ số 603, Hà Đông Thăng, nhưng lúc này hắn đã trốn biệt tăm, bỏ lại vợ con. Năm 2004, vợ Thăng đơn phương ly hôn. Sự việc bại lộ, Thăng không dám đối diện với tội ác của mình nên chọn cách trốn chạy. Với số tiền chiếm đoạt được, hắn nhờ người làm giả 2 chứng minh thư. Trong thời gian 6 năm chạy trốn, hắn dùng 2 chứng minh thư này qua lại giữa 2 tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên với 2 người vợ và chơi cổ phiếu kinh doanh. Tháng 2 năm 2009,
Thăng cùng 6 người khác lấy lý do giới thiệu công trình cho một người họ Đường, ép anh này đến một xưởng nội thất thuộc thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, buộc Đường phải đưa cho hắn 500.000 tệ. Anh Đường không có tiền mặt nên đành phải cầu cứu một người bạn chuyển khoản cho Thăng. Xác nhận xong, Thăng mới thả anh này đi. Không lâu sau đó, Thăng bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản do anh Đường báo công an. Tiếp đó một thời gian, chuyên gia pháp y Hoa Kiến Hồng thuộc đội cảnh sát hình sự, cục cảnh sát Tế Nam phát hiện trên kho dữ liệu ADN thành phố Côn Minh có một mẫu ADN được lấy trong manh mối của vụ án cưỡng đoạt tài sản của anh Đường, có 13 cặp nhiễm sắc thể trùng khớp với bố mẹ Hà Đông Thăng, có thể giữa họ có quan hệ ruột thịt. Năm 2006, Trung Quốc hoàn thành kho dữ liệu ADN quốc gia, trong đó bố mẹ Hà Đông Thăng được lấy mẫu. Và ngay sau đó, chuyên gia Hoa Kiến Hồng đề nghị cảnh sát Côn Minh xét nghiệm lại một lần nữa đối với mẫu nhiễm sắc thể Y của đối tượng và đến nhà lấy mẫu của cha Thăng làm xét nghiệm đối chất. Quả không sai, hai nhiễm sắc thể Y này là một, tức là hai người có quan hệ ruột thịt. Từ đó, cảnh sát xác định người lừa anh Đường ở Côn Minh chính là Hà Đông Thăng. Tháng 9 năm 2009, cảnh sát bất ngờ phát hiện nghi phạm của một vụ án cướp của tống tiền hồi tháng 2 năm 2009 tên là Mã Cường có hồ sơ ADN trùng khớp với Thăng sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Cường bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2009. Họ xác định Mã Cường chính là danh tính giả của Hà Đông Thăng, kẻ sát nhân trốn chạy suốt 7 năm qua. Trong thời gian đào tẩu, Thăng dùng chứng minh thư giả và giấy đăng ký kết hôn giả lần lượt cưới hai người vợ ở Tứ Xuyên và Vân Nam và sinh con. Cả hai người vợ không biết tên thật và quá khứ của hắn. Để ngụy trang, Thăng thuê người đóng giả thân thích và bạn bè đánh lừa họ. Sau khi bị bắt, trước cơ quan điều tra và tòa án, Thăng một mực không nhận mình giết người. Hắn chỉ nhận mình có thực hiện hành vi giấu xác. Thăng khai với cảnh sát rằng cuối năm 1996, khi hắn vẫn làm kế toán cho công ty cũ, nạn nhân họ Vương tìm đến hắn nhờ và giấu đi số tiền tham ô của cơ quan. Thăng đồng ý giúp đỡ và dẫn Vương, Vu cùng ba người khác đến căn nhà để chống của hắn. Vài ngày sau, quay lại thấy Vương, Vu ở nhà, còn ba người kia đã chết. Vương cho biết vì ba người kia đòi ăn chia tỷ lệ cao nên trong khi tức giận đã giết chết cả ba người. Thăng thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng không báo cảnh sát. Ngày hôm sau, quay lại căn hộ, Vương và Vu cũng chết trên sàn nhà. Và cùng một thời điểm trong căn hộ xuất hiện 5 xác chết. Thăng nghĩ rằng nếu báo công an thì sẽ liên lụy nên quyết định phi tang 5 cái xác rồi cướp luôn số tiền. Hắn lập tức bắt tay vào việc phi tang xác bằng cách xây trụ bê tông ngay trong phòng rồi ngụy trang bằng cách ốp gạch bên ngoài và trải một tấm thảm lên trên. Tuy nhiên lời khai của Thăng được cho là không hợp lý vì tất cả 5 xác chết đều có đặc điểm chung là chết do ngoại lực tác động làm vỡ sọ. Vụ án chỉ có mình Thăng biết, 5 nạn nhân không thể tự đập vào đầu mình đến chết. Vậy sự thật là gì? Qua điều tra, trước án mạng, Thăng làm kế toán cho một ngân hàng tại Tế Nam. Tháng 12 năm 1996, Thăng thông đồng với bạn là Vương và Vu lên kế hoạch lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân hàng để rút trộm tiền. Cả ba lừa gạt lòng tin của Trương, bạn học cấp 2 của Vương, đồng thời là phó phòng kế toán của một ngân hàng ở thành phố Tế Nam. Trương biển thủ 1 triệu nhân dân tệ của ngân hàng qua kênh mua cổ phiếu, rồi chuyển tiền vào sổ tiết kiệm. Vương nhờ bạn học cấp 3 là Lý, nhân viên ngân hàng, giúp đỡ chuyển tiền về tài khoản trước hạn. Cuối cùng, Tang đi rút tiền mặt mang đến nhà Thăng. Theo công tố viên, nhóm 6 người vốn có thể chia nhau 1 triệu tệ, nhưng Thăng nảy ý đồ ác độc chiếm tất cả số tiền, lên kế hoạch giết hại đồng bọn. Hắn dùng búa sát hại Tang khi anh ta đến đưa tiền, rồi lần lượt 4 người còn lại vào căn hộ số 603 và hắn sẽ gây án. Chỉ trong 2 ngày, Thăng giết 5 người. Để che giấu tội ác, Thăng xây bệ bê tông ở phòng phía Tây, nhét 5 thi thể bên trong. Hắn không dám sống trong căn hộ giấu xác, nhưng lo bị nghi ngờ vì để chống căn hộ nên giả vờ tốt bụng cho vợ chồng Vĩnh ở miễn phí. Nhiều năm qua, Thăng luôn bí mật theo dõi, sợ họ không giữ lời hứa mở cửa phòng rồi khám phá ra bí mật. Vì cửa sổ phòng phía Tây hướng ra cầu vượt trên cao, thi thoảng Thăng lại đứng trên cầu quan sát cửa sổ còn đóng hay không. Cho tới tháng 8 năm 2002, hắn phát hiện Vĩnh mở cửa phòng và cửa sổ. Thăng đuổi họ đi và vội vàng di chuyển thi thể, nhưng thấy các bao tải bốc mùi bị người dân chú ý, hắn nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Công tố cho biết thêm, khi làm kế toán, Thăng đã sử dụng 4 triệu tệ của ngân hàng để giao dịch chứng khoán trái phép. Khi làm thu ngân, hắn lại lén lút rút ruột 130.000 tệ từ tài khoản ngân hàng của đơn vị mình. Tháng 7 năm 2016, quá trình điều tra xét xử Hà Đông Thăng kéo dài tới 8 năm. Thăng với những tội danh cố ý giết người, phi tang thi thể, tham ô, lạm dụng công quỹ bị tòa án tuyên phạt tử hình. Hắn vẫn khăng khăng không nhận tội và kháng cáo. Tuy nhiên, năm 2018, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Thăng, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bản án tử hình được thi hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, sau hơn 20 năm phạm pháp.
Vậy là sự thật được lật tẩy. Cuối cùng hắn cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tuy hình phạt này không đủ để bù đắp cho những người nhà của nạn nhân, nhưng cũng cho họ một câu trả lời xác đáng và những sự an ủi. Và sau vụ án này, nếu bạn đi thuê nhà mà có những căn phòng như vậy thì đừng có nên vào ở nhé. Cảm ơn các bạn đã xem tới phút cuối video hôm nay. Mình rất trân trọng các bạn. Bạn thấy vụ án thế nào? Bạn có thêm bài học gì hay không? Hãy cùng chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.